sẽ luôn gần bên và yêu em mãi thôi. Thế nhưng giờ đây anh vội đi mất mình em, chờ mong vòng tay lặng nghe thời gian vút bay. Người yêu ơi, giờ cô đơn mình em vắng tanh, lòng lạnh giá cùng những nỗi đau rối bời, thầm gọi người yêu dấu. Giờ này anh đang nơi đâu, có biết em u buồn mong anh từng đêm từ bao lâu, từng ngày dài mong ước người trở về đây bên em. Em sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu này nữa đâu, trọn đời được bên nhau. Những giai điệu quen, những tranh mình vẽ giờ còn đang dở dang, trái tim thuần thư chỉ muốn nói cười, chỉ mong sớm mai thức dậy được có anh trong vòng tay. Người yêu ơi, giờ có đơn mình em vắng tanh, lòng lạnh giá cùng những nỗi đau rối bời, thầm gọi người yêu dấu. Giờ này anh đã hoàn thành xong phần dự thi của mình và nhận được 79 lượt bình chọn. Quay lại đây lần thứ hai rồi, Huy hôm nay vẫn còn đang rất là rung hả? Tại sao là như vậy? Hát với mấy bạn mà cao nhì đợt trước á, cho nên là kiểu như ai cũng là cao thủ hết trơn á. Áp lực cao thủ. Dạ, mà còn thi thứ hai nữa. Phần nhận xét của ban giám khảo. May cho bạn mà cũng không may cho bạn là tôi rất là dành mê lê. Đầu tiên là cái tóc của cô ấy không có dài như thế, nhưng tất nhiên điều không quan trọng. Thật ra cái giọng của Miu Lê á, theo quan điểm của tôi thì nó hơi mỏng. Nó hơi mỏng, nhưng nó khi nó cất lên ấy, thì nó có một cái gì đó nó hơi trẻ con. Mà chính cái điều đó rất là khó bắt chiếc. Giọng bạn thì lại bị dày hơn giọng của Miu Lê. Nói thật là nếu bạn không bắt chiếc Miu Lê thì bạn vẫn hát hay, chứ không phải là dở. Đấy. Mà khi bạn bắt chiếc Miu Lê thì bạn lại phải bắt chiếc một cái giọng nó nhẹ. Mà thường bắt chiếc cái giọng nó nhẹ hơn ấy, thì tôi nghĩ khi nó khó hơn là giọng bắt, khó hơn là mình bắt chiếc một cái giọng nó dày. Hôm nay đó thì tôi nghĩ là em làm tốt hơn nhiều. Và cái điều mà hôm trước tôi mong đợi thì hôm nay em làm, tức là một cái bài nó cũng không phải là nhịp mạnh, nó khá nhịp nhàng, nhưng mà em đã hòa mình theo cái đó và những người nghe có thể cảm thấy được cái cảm xúc mà em muốn gửi đến. Nếu mà tính mà không hát giống Miu Lê thì là cái giọng này tôi chỉ lại thích hơn. Đấy, cả hai vì, chúng tôi cùng nói. Nếu mà nó sẽ có nội lực hơn là cái kiểu bay kia. Nhưng mà hôm nay cuộc thi chúng ta là vậy. Chúc mừng bạn, 79 lượt bình chọn.